Thì ở đây trên tay mình ngày hôm nay là một cái bộ phanh Magura. Cái tay phanh thì đã bị rỉ dầu rồi, đã bị hỏng rồi, chỉ còn lại con heo dầu thôi. Thì nói về lực phanh á, thì heo dầu của Magura thật sự là cực kỳ mạnh luôn, với 4 piston. Thì các bạn có thể thấy thiết kế của heo dầu Magura là 4 piston. Trên tay mình là heo dầu của SLX, chỉ có 2 piston đẩy thôi, 2 piston đẩy ở trong đây thôi. Còn với Magura thì tới 4 piston đẩy lận. Cho nên ngày hôm nay mình sẽ mix cái cái con heo của Magura với lại cái tay phanh SLX. Tại vì hai dòng phanh này đều sử dụng dầu khoáng, là dầu mineral oil hết. Thì trước tiên mình sẽ tháo cái tay phanh ở trên chiếc xe đạp của mình ra. Ok, vậy là mình đã tháo xong cái tay phanh. Mình nghĩ là mình vẫn treo nó trên xe đi. Mình vẫn treo nó trên xe đi để lát mình khỏi mất công mình phải gắn dây lại. Ok, thì tay phanh SLX này nó, mình theo mình đánh giá thì cái tay này sử dụng rất là tốt, rất là bền. Mình sẽ mix hai cái này lại với nhau. Mình nghĩ là có hai cách. Một á, là mình sẽ cắt một đoạn, mình sẽ cắt ngắn cái dây ở trên cái tay phanh Magura, sau đó mình sẽ đóng bắp vào kim của Shimano, sau đó mình sẽ gắn vào trong cái tay của Shimano. Và cách thứ hai nữa là mình sẽ tháo cái con ốc ở dưới heo. Ở đây, cách thứ hai là mình sẽ đổi cái vị trí này. Với cách thứ hai thì mình không cần phải đóng kim vào bắp. Ok, mình sẽ thử cách thứ hai nha. Thì đầu tiên mình sẽ rút dầu hết trong cái tay phanh còn dư ở trong này, và rút dầu trên cái phanh SLX ở trên xe của mình luôn. Trên Shimano thì có một cái con ốc ở đây, mình sẽ gắn cái ống bơm vào trong đây và mình sẽ rút dầu từ cái lỗ này ra. Bây giờ bắt đầu mình kéo kim tiêm để mình rút ha. Trong trường hợp mà các bạn kéo cái ống tiêm nó không lên á, đó mình phải mở cái nắp dầu ở trên đây ra nữa, thì lúc đó cái dầu ở dưới nó mới trôi. Rồi, tiếp tục ở dưới này mình sẽ rút hết dầu ra. Ok, coi như mình đã rút cạn dầu của trong con heo dầu này rồi. Bây giờ động tác tiếp theo của mình là mình sẽ mở con ốc này ra, tháo con ốc này ra. Đây mình xài lục giác số 4 để mình tháo con ốc này ra, khá là dài. Đây, sau khi mình đã tháo xong thì các bạn có thể thấy con ốc của Shimano rất là dài. Con ốc này dùng để nối hai cái lóc phanh lại luôn. Các bạn được cẩn thận đừng có làm rơi hai cái ron này. Cái dây bắt vào trong heo nó sẽ không có được kín và từ đó nó xảy ra hiện tượng là rỉ dầu. Hai bên đều có ron hết ha. Hai bên mặt trái mặt phải đều có ron hết. Ok, bây giờ mình sẽ rút sạch dầu ở trên heo này ra. Mình xả con ốc, trên Magura sẽ có một ốc xả dầu ở đây. Trên tay phanh mình sẽ mở con ốc này ra, ốc này ốc bơm dầu của Magura. Đó, mở con ốc bơm dầu Magura ra là mình sẽ rút dầu ra rất là dễ dàng. Nếu mà má phanh các bạn mới, các bạn phải đầu tiên các bạn rút dầu rồi các bạn phải tháo má phanh ra liền. Do hai cái má phanh này cũ nè và cũng bị mòn hết rồi, cho nên lát nữa mình sẽ thay một cặp má phanh mới luôn. Trên Magura thì cái má phanh nó thiết kế có cái 500, cho nên chỉ cần ấn vào và đẩy ra thôi là nó ra cái má phanh rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành tháo con ốc này ra và gắn vào bên Shimano. Đó, thì các bạn có thể thấy con ốc mà nối dây của Magura và của Shimano SLX là hoàn toàn khác nhau nha. Đây, hai con ốc này hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà cái đầu dây của nó thì giống nhau. Đó, cho nên mình sẽ giữ lại con ốc này trên con heo này và sử dụng đầu dây của Shimano. Bây giờ mình sẽ tiến hành gắn con heo này vô trong cái dây hồi nãy mình đã tháo bên cái phanh Shimano. Đây là phanh Shimano, mình sẽ dùng lại con ốc cũ của cái đầu Magura nè. Mình gá qua bên. Đó, các bạn nhớ kỹ là hai cái ron cao su này đặc biệt cẩn thận nha, đừng có để nó rơi mất. Xong. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành bơm dầu phanh mới. Đây là dầu phanh mình đã rút mới nè, dầu phanh Magura. Mình sẽ tiến hành mình bơm dầu phanh mới vào trong con heo mình vừa mới thay vào cái tay SLX. Phía trên tay phanh thì mình lắp một cái phễu.
đặc biệt của phanh Shimano thì rất là dễ bơm dầu. Trên đây mình lắp một cái phễu đây để lát nữa mình có bơm dầu lên, nó cũng tràn ra cái phễu này chứ nó không có bị đổ ra ngoài. Mình sẽ tiến hành bơm dầu từ phía dưới lên. Trên phễu phanh mình đã thấy dầu bắt đầu tràn ra rồi, dầu bắt đầu chảy ra trên đây này. Mình sẽ bơm hết cái phần còn lại luôn, cho cái phần dầu dơ ở trong tay phanh nó được tống ra ngoài hết. Trên đây là những cái dầu dơ còn sót lại ở trong phanh nó được tống ra ngoài hết. Bây giờ mình sẽ tiến hành khóa ở dưới này lại, xí góc này lại. Ok, xong rồi, vệ sinh lại con heo tí xíu. Bây giờ mình sẽ tiến hành bóp thử ở trên phía tay phanh để xem bốn piston này nó có đẩy hay không. Các bạn quan sát thử nha. Mình sẽ bóp thử ở trên cái tay phanh SLX. Bắt đầu mình bóp thử nè. Hai piston bên trái đẩy, hai piston bên phải có đẩy luôn. Ok, như vậy là mình đã xong khoảng 90% công việc. Bây giờ mình sẽ tiến hành thay luôn cái dĩa phanh mới của Magura vô trong đây luôn để cho nó đồng bộ với lại cái phanh. Dĩa phanh Magura cộng với tai heo của Magura nó sẽ cho cái hiệu suất tối đa. Ok, sau khi thay dĩa xong rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành lắp cái bánh xe vào lại và cuối cùng là lắp má phanh vô. Phanh cũ thì dằn cái má ra luôn, còn má phanh mới đây mình mới lấy. Má phanh Magura thì đơn giản lắm, chỉ cần từ dưới phanh mình đưa vào, mình đẩy vô là nó vô. Vậy là mình đã lắp xong má phanh mới rồi. Phanh mới nó hơi bót tí xíu. Bây giờ mình sẽ lắp lại tay phanh này là tay phanh bên phải. Mình sẽ lắp lại qua bên đây.